Bố mẹ ơi, con về rồi đây. Ô con gái, nhà yên ổn sao lại về? Đi đường có mệt không con? Dạ không ạ. Ừ thế thôi, đi vào ngủ đi con. Ờ, nhưng con chưa ăn gì cả. Hôm nay mẹ không nấu cơm ạ. À, bố mẹ đang giảm cân, ăn bữa sáng thôi. Vâng ạ. Đấy, biết ngay, bảo bao nhiêu lần này không được ăn cái đồ này. Đó là đói mà. Thế sao đói lại không tập trung ăn mà lại cầm điện thoại? Vừa ăn vừa chơi thì bao giờ mới ăn xong? Vâng ạ. Nuôi đứa gần này có đồ ăn ngon có nhớ gì đến bố mẹ đâu. Ăn ngớ ăn nhiên kiểu ai mất. Thế mẹ lấy một ít về phòng bố với mẹ nhâm nhi ạ. Con có lòng thì mẹ cũng có dạ vậy. Tôi vứt rác luôn cho mẹ đó nhá. Về nhà. Bánh khoai tây. Có phải bánh khoai tây không? Ui, cái cậu lâu quá nhỉ. Có phải không? Có mua quà gì cho bọn tớ không đấy? Làm đi. Như này chắc không mua rồi. Bạn bè mấy năm học với nhau, tiếc nhau một quả. Lần này về vội quá nên tớ chưa chuẩn bị quà gì cả. Từ thành phố về cũng chẳng có quà gì cho bọn tớ à? À, hẳn là các cậu về tớ chơi thử thách không? Hả? Đã chơi gì đấy? Đi thử tớ rồi biết. Chào mừng các bạn đến với thử thách người ngừng ăn cổ vịt siêu cay cuối cùng sẽ giành được 5 triệu. Wow. Rồi luôn. Trò chơi đầu tiên, xem ai là người can đảm nhất, ai mà chỉ nhắm mắt là thua nha. Đấy, mới đã có một con này thôi. Ô, đây cho tay đuôi đây, cho thêm một con nữa nhá. Thêm một con nữa nào. Nào thế thôi. À, một con nữa thôi. Ờ, rồi. À, hai đó. Hả? À, nào. À, đó. À, thế ra nó sắp hai chưa? Dạ. Một, hai, ba. Không phải. Chết. Chết, chúng ta tính thắng hết rồi. Ok, bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Nào 1, 2, 3. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Không đếm nha các bạn. Chưa. Sẵn sàng chưa? Sẵn. 1, 2, 3. Nhắm mắt. Và mình là người chiến thắng, mình sẽ chọn ăn hai tay. Ôi trời. Các bạn có tham nha. Có quyền. Và nào, cho hai chị em bốc trước. Wow. Không tay. Không tay. Không tay rồi. Mình ăn cổ vịt mà không tay thì không hiểu là ăn được gì. Hả? Hai cái này. Không phải là ngày gì của nhớ nhớ vậy. Trời ơi, vì mình không được dùng tay nên mình dùng miệng nên mình sẽ lấy cái mâm để hứng nhỡ nó rơi xuống còn cạp được, không rơi xuống đất thì bẩn mất. Nào, bắt đầu nhá. Gương nó cay ngay rồi. Khó khăn quá. À, mình ăn lần thì khổ rồi. Khó khăn chồng nó khó khăn. Chắc chắn quá. Khó khăn quá. Thôi, thôi, thôi. Ui. Cái bọn nó ăn mồm. Mồm quá. Vừa tay vừa mỏi mồm. Tầng quá. Thôi mình không chơi nữa. Không cặp nữa rồi. Này, mình chịu thua. Thua mày nè. Thì không ăn được cay nhưng mình có thể ăn cay các bạn ơi. Nào bây giờ đến lượt mình ăn nhá. Chấm tích cờ để giải giải cứu là trực tiếp. Mình cắn mũi enter. Ê đấy. Bây giờ mình thấy xương có vẻ giòn nên mình nhai luôn các bạn ạ. Mùi vị cũng ngon. Cổ vịt này mình khá là ngon đấy. Đúng rồi à, cũng rồi mình cắn không ấy. Cay nhá. Ôi, ngon rồi. Cay thế đấy. Hai tay hai cổ luôn các bạn ơi. Món này đúng sở trường mình luôn. Cái gì phải siêu cay như này, ăn là một cuốn và ăn một cảm giác khủng nổ luôn. Cổ này rất ngon các bạn ạ. Cũng sợ hơi nhiệt xương. Ăn cũng phải nhăn. Nhưng mà ăn thế nó rất lạ đưa miệng em.
cay và có mùi nồng của các thảo, cái mùi thảo quả các bạn ạ. Thảo quả đặc trưng của Trung Quốc rồi. Sau khi này tối nay mình ôm nhập hình thật rồi. Nhưng mà 5 triệu thôi mà. Mình rất ôm ạ. Các bạn ơi, mình xem mukbang nhiều nhưng mà đây là lần đầu tiên mình được ăn. Rất là nhiều thịt vừa các bạn. Mà cái này nhá, vắn được cả xương nữa chứ. Các bạn chỉ cần cầm và hút như này, nó sẽ ra được rất nhiều nước gia vị luôn. Là thịt còn rất là mềm đấy chứ. Nhưng mà mình tưởng cổ phải nhiều da xung quanh như là ăn có mỗi thịt thôi, nhưng mà không sao, vẫn ngon đấy bạn ạ. Như vậy chị My đã bỏ cuộc rồi các bạn ơi. Vòng chơi số 2 chỉ có 4 người xuất sắc thôi. Ở vòng chơi này mỗi người sẽ bịt mắt và có một cái xiên này, sau đó nhắm bịt mắt vào để chọn bóng bay nhá. Trong mỗi quả bóng bay là số lượng cổ gà mà mọi người sẽ phải ăn. Ai chọn trúng số lượng nào thì sẽ ăn tương ứng với số lượng đó. Ok chưa? Ok. Mình chơi đầu tiên. Có được không? Cơ sơ đang ăn phải quay. 1, 2, 3. Một, hai, ba. Trăm cái. 30 cái. Khải cũng kiếp trục thủng rồi, cái này đây là quả của Nam. Bây giờ mẹ chờ tin con. À. Ui dạ ơi. Thích luôn, mấy cái chuyện nhỏ đơn giản với mình. Mình sẽ vượt qua được mấy cái này để mình kiếm vào mình đước luôn 5 triệu. Đó. Cái đầu tiên. Ui. Mình thấy cái đầu tiên rồi đã. Trong mặt luôn rồi. Cái đầu tiên. Ui. Các bạn trông mong gì khi mình review cá mình vừa review rồi? Nghe mình chỉ có nhai thôi. Nhai không các bạn ơi? Nhai hết tới ngả. Ngoan mà các bạn. Chỉ bắt ăn 10 cái thôi, không bắt ăn thêm đâu. Bắt ăn đủ 10 cái là được. 4 cái mà, quá đơn giản. Mình hai tay hai cái cho nó nhanh. Mình đã dần quen với cái cay của cái cổ vịt rồi, nên là càng ăn càng thấy ngon các bạn. Mềm thế. Hai cái thôi, giữ giúp cho các vòng sau. Trời ơi, 5 cái. Ăn biết bao giờ cho nó xong đây. Much later. Cái thứ tư rồi. Mình cay tới óc luôn các bạn ơi. Cổ họng mình có nước nhạc hạch nó chảy ra. Buồn cay quá. Mình đang đi gần nửa con đường rồi. Mình sẽ cố chặn tới mốc 10 nha các bạn. Nốt miếng này xong rồi các bạn ơi. Vòng Vòng này là vòng biết tiếng Việt nha. Chắc hẳn mọi người không hề lạ lẫn gì cái trò này rồi. Bắt đầu thôi. Gì đây? Ảnh gì? Mẹ được.
Ảnh... người nhện à? Nệm, à không, người nhện. Không, ảnh... Hải. Ảnh gì, ảnh... Ảnh đệ à? Không, sợ đâu ha. Ảnh hải đệm à? Không. Nghĩa không, nghĩa gì cả. À, điện ảnh. Thế mà không ra. Vòng này mình là người chiến thắng, mình chọn ăn miếng tương ớt nha. Còn hai người còn lại sẽ bốc thăm. Hai người còn lại bốc thăm đi. Rồi, em là gì? Mắm. Chán. Nước mắm. Nước mắm nhưng mà nước mắm. Mình ăn được. Cổ vịt đã cay rồi, ngồi thêm tương ớt thì X10 là độ cay rồi các bạn ơi. Cay thì nó mới ngon. Tương ớt này nó có một độ ngọt nhất định các bạn ạ, nên là nó giảm đi độ cay một xíu thôi. Mà vẫn cay các bạn. Giờ mình chưa ăn cay. Xong. Cứu tôi trời ơi, chết. Oh my god. À, trời ơi, mình chưa được ăn một cái món tệ này các bạn ạ. Cổ vịt thì cay, mắm tôm đã mặn, còn có mùi khung khủ nữa. Nó ghê quá bạn ơi, cái vị ấy rất là dở. Nếu mình ăn được đau bụng mất. Quay nước mắm các bạn ơi. Ăn nước mắm khá ngon đấy các bạn ạ. Nó không hề tệ hay là mặn như mình nghĩ đâu. Mình nghĩ vòng này mình sẽ vượt qua được để tiến với vào chung kết. Vòng cuối cùng, vòng này quyết định xem ai là người chiến thắng nhá. Mỗi vòng này chính là vòng thi ăn nhanh. Mỗi người sẽ có 5 cái cổ vịt. Ai là người ăn nhanh hơn thì sẽ là người chiến thắng nha. Let's go, bắt đầu. Vội vàng. Này ra nó phải rất là vội vàng. Ôi giời, lỡ là lỡ. Nhưng đang của nó có vẻ anh là 6 cái này. Có vẻ rất là từ. Vào này. Mình không phải là người thua rồi. Nằm nhậu trước mắt rồi. Các bạn ơi, mình thao tác rất nhanh nhưng mà ăn mình ăn rất chậm các bạn. Nhưng phải ăn từ thì ăn được nhiều các bạn ạ. Cái thứ hai. What? Đã hết một cái rồi. Đương nhiên rồi. Mình phải tăng tốc độ. Không. Cái thứ ba. Các bạn, cay quá. Cố thôi nha. Cái thứ hai. Được một cái thứ hai. Đau quá các bạn ơi. Cay quá các bạn. Mình ăn được cay, thế bây giờ mà mẹ mình cảm thấy tê. Không cảm giác được cái gì nữa rồi. Bây giờ cứ ăn là ăn rồi, không cảm nhận được vị luôn. Mình không thể thua được. Nhanh. Nốt miếng này. Như vậy nhà chắc chắn là người chiến thắng thử thách này các bạn ơi. Quá địch, buồn cay như thế mà cũng ăn được. Đấy, nhớ banh tiền. Mình đang đau bụng quá. Hà Nội cũng lượt hươn đó nha. Được rồi, mình sẽ chuyển 5 triệu thôi. Nhận nhăn nhó đấy các bạn. Và bây giờ video của mình đến đây là kết thúc rồi các bạn ạ. Mình cảm ơn các bạn đã xem hết được của mình. Các bạn cho mình một like và nhớ bấm đăng ký bên dưới. Bật chuông báo lên thật nhiều cho mình khoe tay nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn sau. Bye bye, bye.